thằng kéo thằng tay thì nãy nó là có kéo thằng tay rồi anh lại lại. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với video mới của kênh Video Đức Phúc Trần. Kính thưa quý vị và các bạn, với video này thì Đức Phúc Trần mời toàn thể quý vị cùng đồng hành với Đức Phúc Trần tôi, chúng ta sẽ tham quan một hang động rất là đẹp, tuyệt đẹp ở tại Quảng Bình, đó là động Thiên Đường. Trong những năm gần đây thì chúng ta đã phát hiện ra động Thiên Đường và đã đưa vào hoạt động với sự đầu tư của doanh nghiệp Trường Thịnh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đồng hành với Đức Phúc Trần tôi, chúng ta sẽ vào trong. Và ở đây khu vực đây là cái khu vực bãi xe của khu lịch động Thiên Đường. Khi chúng ta vô đây thì đây là khu vực bãi xe và bên tay phải màn hình đây là cái khu vực của nhà vệ sinh restroom. Sau đó chúng ta vào trong, chúng ta sẽ mua vé để tham quan động Thiên Đường. Thì ở tham quan động Thiên Đường theo một cái quy trình, thứ nhất là chúng ta sẽ vô trong đây chúng ta mua vé. Sau khi chúng ta mua vé xong thì chúng ta phải đi xe điện. Chúng ta mua thêm một vé xe điện nữa chúng ta sẽ vào trong. Sau khi chúng ta đi phê điện vào trong thì chúng ta bắt đầu đi bộ với khoảng 570m để chúng ta lên tới cửa động Thiên Đường. Và chúng ta vô trong động thì chúng ta sẽ tham quan bằng một hệ thống cầu thang gỗ với sự đầu tư của doanh nghiệp Trường Thịnh. Và đây là hệ thống cầu thang gỗ được coi là được xác lập kỷ lục Guinness của Việt Nam, hệ thống cầu thang gỗ đẹp nhất, dài nhất ở tại Việt Nam ta trong tất cả các khu lịch sinh thái. Sau đó thì chúng ta sẽ đi ra bộ và tham quan một cây số, sau đó chúng ta đi trở ra. Đó là cái quy trình của chúng ta tham quan cái động Thiên Đường này. Bây giờ chúng ta sẽ mua vé để vào trong nha. Hiện nay thì ở khu lịch động Thiên Đường này họ có kinh doanh thêm một loại hình nữa, tức là dạng combo, vừa vé cổng, vừa ăn trưa và vừa vé xe điện. Cho nên là đó là một cái vé combo. Chúng ta có thể vô đây. Ở phía ngoài này thì họ có nhà hàng, nhà hàng của khu lịch Thiên Đường. Đây là cái khu vực để chúng ta mua vé đó. Đây là bảng giá của động Thiên Đường vẫn như giờ tham quan. Sau khi đã có vé rồi thì mình sẽ vào cổng, và vào cổng thì mình sẽ mua thêm một vé xe điện nữa để mình sẽ lên xe điện nha. Chúng ta sẽ mua vé xe điện vào trong nha. Anh có một xe lớn xe nhỏ không? Lấy đây cho em 50 ạ. Sẽ đi xe điện với một cây số 6 nha. Nằm FLC
bắt đầu từ đây thì chúng ta sẽ tạm biệt chia tay với xe điện và chúng ta bắt đầu đi bộ. Chúng ta phải leo một đoạn đường khoảng 570m để lên với độ cao khoảng 360m trên mực nước biển để chúng ta đến với cửa động thiên đường. Đi nha anh chị. Chỗ mình mua vé nãy đó. Dạ. Ở đây thì họ có hai chiều, chiều lên và chiều xuống, cho nên là chúng ta chiều lên thì chúng ta phải rẽ tay phải để chúng ta đi đường bộ theo cái đường trơn lên, và chiều xuống thì chúng ta sẽ đi bằng tam cấp xuống. Đây chúng ta thấy bên tay trái đây là đường đi xuống, và bây giờ chúng ta sẽ đi đường lên. YouTuber. Bạn qua bước rồi.